Bác sĩ ơi, em như thế này thì có mổ hàm theo gen vịt hóa thiên Nga được không bác sĩ? Ok em luôn, để bác sĩ lo. 7 ngày sau. Xin chào tất cả các bạn đến buổi review của Bệnh viện Thẩm mỹ Trung Quốc ngày hôm nay. Hôm nay chúng tôi sẽ review một ca phẫu thuật chỉnh hình xương hàm mặt để điều trị hàm hô hàm trên cho một vị nữ khách hàng. Cái phần xương hàm trên nhô rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là cái phần lợi của khách hàng hở rất là nặng. Sau khi phân tích kỹ phim đầy đủ thì chúng tôi đã đưa ra quyết định là phẫu thuật chỉnh hình cái phần xương hàm trên theo phương án ASO. Sau đây chúng ta sẽ cùng quan sát cái hình ảnh của nữ khách hàng ngay sau khi phẫu thuật 1 tuần. Rồi, như các bạn có thể thấy là sau khi phẫu thuật mới 1 tuần xong là phần mặt của nữ khách hàng chúng ta hoàn toàn là hết hô. Như các bạn có thể thấy là cái phần xương hàm trên lúc đầu bị nhô ra trước đã được khắc phục lại bằng cách là đẩy toàn bộ cái phần tiền đình hàm trên lùi về sau, khắc phục cái tình trạng là hô xương. Ngoài ra là khi phẫu thuật là chúng tôi đã đẩy cái phần xương hàm trên lên cao. Bây giờ khi mà nữ khách hàng cười nhẹ thì chúng ta có thể thấy là không có bị hở lợi nữa. Thì sau khi mà phẫu thuật điều trị hô và hở lợi tại Bệnh viện Thẩm mỹ Trung Quốc thì em cảm thấy như thế nào về vấn đề về kết quả cũng như là cái tiến trình điều trị ở bệnh viện mình? Em thấy hài lòng. Em có thấy vui về vấn đề kết quả ngay sau khi phẫu thuật này không? Dạ có. Dạ nếu mà mọi người có cảm thấy tự ti thì mình có điều kiện mình nên đi cải thiện lại. Thì hiện tại bây giờ em đã đẹp hơn rất là nhiều so với ban đầu rồi. Thì mình cứ thoải mái mình cười và tự tin lên. Tại vì em cười nó sẽ nó không còn hở lại nữa. Buổi review của Bệnh viện Thẩm mỹ Trung Quốc chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các buổi review lần sau. Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để một like và nhấn đăng ký kênh để giúp chúng tôi sáng tạo thêm nhiều video thú vị hơn. Xin cảm ơn.